Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến một video khác của My. Ở trên story của Instagram thì bình thường My hay nhận được các request là làm skincare cho lỗ chân lông to. Thực ra thì lỗ chân lông thì sẽ không thu nhỏ lại được, nhưng mà mình có thể skincare để làm cho lỗ chân lông kiểu nó sạch á, thì nhìn da nó căng hơn. Thì như thế thì cảm giác cái lỗ chân lông nó sẽ nhỏ hơn. Hồi trước thì My có làm một cái video skincare về lỗ chân lông to rồi, nhưng mà bây giờ thì My nghĩ là sẽ là thời điểm thích hợp để My có thể remake lại cái video đó. Và bình thường thì My hay xài BHA của The Ordinary, nhưng mà hôm nay My muốn thử BHA của một dòng khác high-end hơn, nên là hôm nay My sẽ đi shopping cùng mọi người ở Sosiola nha. Ở trên điện thoại thì bây giờ Sosiola đã có một cái app, thì cái app này rất là tiện, mọi người có thể coi những cái product nè, có thể đọc những cái comment của những cái review của những bạn mà khách hàng, thì nó kiểu giống Sephora. Mình thấy bây giờ cái đó rất là tiện. Khi mà các bạn sign up á, thì sẽ có một cái ứng dụng hỏi là các loại da của mình như thế nào để có thể tìm đến những cái sản phẩm phù hợp cho da của các bạn. Đây, thì bây giờ có thể tìm theo ngành hàng hoặc là tìm theo thương hiệu. Bình thường ở Mỹ á, thì lúc mà mình đi Sephora kiểu rất là nhiều đồ á, nên là mình bị cuốn theo cái dòng shopping, nên lúc nào cũng tiêu nhiều hơn là ý định mình định mua ở Sephora. Nên là bây giờ khi mà Sosiola có ở đây rồi thì mình có một kế hoạch là mình sẽ bỏ vào túi những cái sản phẩm mình muốn mua, và sau khi mình đến store thì mình chỉ kiếm những cái sản phẩm nào ở trong cái túi mua hàng ở trên app của mình thôi, thì mình sẽ không bị cuốn theo cái dòng shopping, sẽ đỡ tốn tiền hơn. Đây là chai nước hoa, mà mọi người nếu mà mọi người có xài cái mùi lipstick mùi rose đó, thì cái này là một cái bản đút mình xài gần hết rồi, nên là hôm nay mình cũng muốn mua lại cái này. Chắc là mình xịt bây giờ lần cuối luôn á, là mình hết luôn. Và đây là 4 món ở trong giỏ hàng của My, và My chỉ sẽ mua 4 món này thôi. Và chúng ta hãy bắt đầu với cuộc shopping ngày hôm nay nha. Bây giờ My sẽ gọi xe để bắt đầu đi tới Vincom. Hello mọi người, và bây giờ My đã đến store của Sosiola. Và bây giờ My sẽ vào mua shopping những thứ ở trên Mart. Lúc này My có show mọi người nha. Ở đây thì có một cái quầy gọi là Skin Soft để thử những cái cleanser ở đây là OOTD của mình ngày hôm nay. Và Sosiola thì đang có cái chương trình gọi là Mindful Shopping, sẽ có 4 cái hạng mục là có thể xem review ở trên app nè, xong rồi sẽ được thử tester, xong rồi còn được mua mini size đủ và đúng nhu cầu chứ không có mua thêm. Thì thấy cái campaign này rất là hay. Mình vừa mới kiếm được cái quầy Color Choice, hồi nãy chị đã có chỉ. Thì hồi nãy mình muốn lên coi review thêm một lần nữa. Thì ở trên cái page nó sẽ có những cái review của khách hàng, mình sẽ biết được cái sản phẩm nó có tốt hay không. Đúng rồi, cái chuyện này nói là nên mua ở trên Sosiola tại vì được kiểm định, với lại sẽ chắc chắn là hàng thật. Bây giờ mình sẽ thử xem. Ở đây thì nó có, mọi người sẽ có tester cho những sản phẩm. Mùi thì nó sẽ không mùi, lại khi thử lên tay thì texture rất là ok, không bị dính đó. Ở đây thì sẽ có hẳn là cái mini size luôn, nên là mình sẽ thử mini size để xem là mình có hợp với lại cái chai này không. Tại vì nếu mà mua cái chai hẳn cái chai to mà không hợp thì nó sẽ hơi phí một tí. Bây giờ sẽ mua cái chai này. Hôm nay là mua cho chú rồi, hôm nay là sẽ tự mua cho mình. Cái này thì hôm nãy mình cũng kể mọi người là nó sẽ có không có cồn, xong rồi chứa những cái loại trà này rất là tốt cho da. Ở đây nó có cái watermelon này, nhìn xinh ơi xinh luôn. Mà hôm nay mình list của mình chỉ có 4 món thôi, nên là mình phải không được mua linh tinh. Mùi rose hay là mùi coconut, thế là mình cũng sẽ mua mùi rose. Thì cái này là cái chai thứ nhất, không muốn đổi mùi khác. Là đã được 3 món rồi. Hồi nãy lúc mà mình tới thì mình thấy ở đây có một cái quầy NARS to đúng không? Là quầy NARS Wall of NARS ở đây nó đẹp quá, nên là bây giờ mình sẽ mua một cái NARS. Hồi nãy thì mình có chọn cái sản phẩm cho lỗ chân lông to, nên là mình sẽ kiếm xem có cái NARS là dành cho lỗ chân lông to không. Kiếm được 3 loại mask cho lỗ chân lông to. Thì My nghe nói là cái brand này mọi người rất là thích ở Hàn Quốc, nên là My sẽ thử cái này. Tại vì cũng cảm giác là nhìn cái này nó fancy hơn hai cái kia, thì nó high end hơn chút.
thì là mình sẽ thử cái mask này. Và bây giờ sẽ đến phần bí thích nhất, đó chính là mua nước hoa. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem. Hồi nãy My lúc mà đi ngang qua cái quầy này thì My đã thấy cái chai nước hoa của My rồi. Được rồi, chai nước hoa My thích nhất. Mùi này sẽ cảm giác nó hơi người lớn hơn một chút á. Nó hơi kiểu già dặn hơn một tí. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn mùi fresh á thì My vẫn recommend là mùi rose. Với lại mùi Garden in the Rain, mùi này siêu siêu thơm luôn. Kiểu như là vừa mới mưa xong xong rồi nghe toàn là mùi hoa á. Nhưng mà chắc là My cũng sẽ chọn cái chai rose này tại vì vẫn là mùi yêu thích nhất của My. Hồi nãy My có đi tính tiền nhưng mà các chị có điểm là nếu mà My chơi game thì scan cái code này ở trên cái app á thì My có thể có nhận voucher nên là như scan là cái app. Và mình nhận được 10%. Vừa mới đi ăn tối là bây giờ mình sẽ skin care những cái món hồi sáng nay mình vừa mua. Đây mọi người có thể thấy là kiểu makeup nó đang bị chảy ra tại vì đi cả ngày á. Là bây giờ mình sẽ thử cái em cleanser này. Cái này là cleansing water 8 loại trà. Cái này là của Bon. Chai này thì bình thường có giá là gần 420.000 lận, nhưng mà bây giờ đang sale nên là chỉ còn giá hơn 300.000 một chút thôi. Mình sẽ để giá ở đây. Điều mình thích nhất của em tẩy trang này á là nó làm từ nước nên là nó không chứa dầu, rất là phù hợp cho những bạn có lỗ chân lông to và rất là dịu nhẹ nữa. Mùi thì giống như là mùi trà, rất là thoải mái. Nó rất là ít mùi nha, nó không quá nhiều mùi đâu, nhưng mà mùi rất là thoải mái. Hồi nãy thì mình đi ăn nên là mình make up vội á nên là cũng không có xài mascara nên là tẩy trang mắt thì rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mà mọi người mà xài mascara thì mọi người nên dùng một cái em tẩy trang chuyên dụng riêng. Tiếp theo đó sẽ đến phần rửa mặt. Sự rửa mặt My vẫn đang xài là của Sanka, mọi người có thể xem video trước. Còn bây giờ My sẽ rửa mặt off camera và quay lại với mọi người trong một vài ngày nha. Sau khi My rửa mặt xong thì My sẽ sử dụng toner. Toner My vẫn đang dùng là Thayer. Nếu mà bạn nào mà follow My lâu là lâu thì cũng biết là đây là toner yêu thích của My. My nghĩ việc quan trọng nhất là phải sử dụng toner ngay sau khi rửa mặt xong để độ pH trên da được cân bằng. Hiện tại brand Thayer đang có deal mua 1 tặng 1. Khi mua 1 nước hoa hồng không cồn 350ml mùi hoa hồng thì sẽ được tặng 1 chai cùng hương tới 237ml. Và trước khi đến với sản phẩm My mong đợi nhất là BHA thì My sẽ làm nóng, siêu nóng cái khăn mặt của My mà My áp lên để lỗ chân lông của My được mở ra, thì khi đó những sản phẩm của BHA thì nó sẽ vào sâu hơn trong lỗ chân lông và làm sạch da hơn. Và bây giờ đến sản phẩm mà My mong chờ nhất, đây là của Paula's Choice. Đây là một cái brand tới từ Mỹ. Cái này là Skin Perfecting 2% BHA. Cái này là có salicylic acid giúp cho thông thoáng lỗ chân lông. Và cái này thì có công thức rất là dịu nhẹ nên là không có làm mòn da. Dạo này thì My hay có những cái vết thâm mụn ở đây nên mà My rất là thích sử dụng tẩy tế bào chết hóa học để có thể làm căng da, làm sáng da và mờ thâm. Và My cũng không biết là My có hợp cái sản phẩm BHA này không, nên là việc mua mini size sẽ giúp My đỡ tốn tiền hơn nè và đỡ tốn sản phẩm hơn nếu là My không hợp. Còn nếu mà My hợp thì My có thể quay lại mua em này rất là nhanh thôi. Hiện tại thì mini size ở trên website đang có giá là 355.000 thay vì 399.000, nên là mọi người hãy mua thử cái em mini size này nếu chưa bao giờ dùng nha. Còn bạn nào mà đã dùng qua cái Paula's Choice này rồi thì My có thể để một cái code giảm giá ở đây cho mọi người. Cái code này là khi nào mà mọi người mua hơn 600.000 thì sẽ được giảm 100.000. Trên cái này thì người ta nói là sẽ xài sau bước hoa hồng và chỉ cần 1ml là tầm 2 drop và sau đó bôi thoa nhẹ lên má, thoa nhẹ lên da thấm nhẹ như thế này.
Mi có đọc thêm ở trên website của Polar Choice là khi xài xong BHA thì nên đợi từ 15 tới 20 phút để sản phẩm được neutralize trước khi mình apply những cái bước như là serum hay là apply mặt nạ. Dành cho các bạn thành viên mới của Sociola thì mọi người có thể để cái code này thì mọi người có thể được giảm thêm 15% đơn hàng đầu tiên của mình. Thì hồi nãy mình có mua cái mặt nạ này là dành cho lỗ chân lông to. Thì lúc mà tính tiền thì các chị sale có kêu là khi mà mua 3 sản phẩm thì sẽ được giảm giá. Giá gốc của 3 sản phẩm này là 117.000, nhưng mà đang được giảm giá chỉ còn 78.000 thôi. Nên là mình mua luôn 3 cái xài cho nó đã. Mặt nạ thế này thì có rất nhiều dưỡng chất và mùi thì không dễ chịu lắm, nhưng mà mình nghĩ là tại vì nó có chất kháng khuẩn để làm cho làm sạch lỗ chân lông của mình, nên là mùi thì cũng bình thường, không quá khó chịu nhưng mà không thơm lắm. Và bây giờ mình sẽ để cái mặt nạ này trong vòng 10 phút đến 15 phút để da mình có thể được thẩm thấu hết những cái chất ở trong mặt nạ. Và đây là da của mình sau khi đắp mặt nạ sau 15 phút, tinh chất còn rất là nhiều nên là bây giờ mình sẽ vỗ thật đều, thật lâu để tinh chất có thể thẩm thấu hoàn toàn vào da của mình nha. Và cảm ơn Sociola đã đồng hành với mình trong video ngày hôm nay. Và Sociola rất là dễ thương, team của Sociola đã cho mình một cái code tên là Hami. Và khi mà mọi người sử dụng cái code này thì mọi người sẽ được giảm giá 100.000 cho đơn 500.000 trở lên khi sử dụng từ ngày 15 tháng 5 tới ngày 17 tháng 5. Hy vọng mọi người sẽ thử những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay mình đã sử dụng và hãy cho mình feedback ở phía bên dưới nha. Và hẹn mọi người trong video kỳ sau. Bye bye.